Nhà single home á, là giống như nhà mình các bạn nhé. Tức là nó có một ít đất đằng trước, đằng sau, chung quanh giữa mình với nhà hàng xóm thì ít thôi, không có nhiều lắm. Thì ngày xưa đất đai nó còn chưa có khan hiếm lắm á, thì người ta hay làm một tầng thôi các bạn. Những nhà cũng có những nhà lớn thì họ xây 2 tầng, họ bán được giá hơn, tại vì nhiều phòng hơn đó. Như cái nhà mình đang quay là bên hông của cái nhà đó là 2 tầng nè, có nhà lầu đó. Đó, phía bên đó là có nhà lầu nha. Rồi, đó là nhà single home, là một loại nhà. Rồi hôm nào khác mình sẽ quay các cái loại nhà khác cho các bạn thấy. Ok, chào các bạn. Mình sẽ đi một phòng xóm của mình quay cho các bạn coi nha. Đây là mặt trước căn nhà của mình. Xem coi mình là thứ người gì nha. Đừng có để họ thấy mình. Ông không chạy theo rồi đó. Bữa đó mình với ông xã vừa mới dọn đồ tới xe, chở một cái xe lớn lớn. Cái anh chạy tới, anh lái xe, anh chạy theo, anh ngó ngó xem hàng xóm mới là ai. Đây, mình cho các bạn coi nha. Cái xóm này á, người ta chỉ xây nhà một tầng thôi đó. Nhưng mà ở cái góc này nè, có một cái nhà người gốc Á Châu, mình nghĩ là người Tàu á, người Hoa, người Trung Hoa đó. Họ mới sửa lại nè, họ làm 2 tầng bằng thép đã, 2 tầng. Nhưng mà cái lối của làm của họ nó không đẹp. Lối họ làm có vẻ rộng á, rộng rãi đẹp. Tự dưng cái nguyên cái xóm nhà trệt không à, cái ông trời lên thiệt tình. Mình thấy không có đẹp. Giá cái nhà ông làm đẹp đẹp thì ông nói, theo mình, theo cái mắt thẩm mỹ của mình thấy không đẹp. Rồi mình đi tiếp. Rồi bạn ở đây mà bạn muốn sửa cho cao lên phải hỏi hàng xóm trước đó, giống như cũng gửi một cái lá thư vòng vòng hàng xóm gần gần, họ đồng ý thì mới được nha. Họ mà không đồng ý mệt lắm à. Thì từ hồi mình qua Mỹ đến giờ chưa bao giờ mình ở nhà lầu hết. Hồi xưa còn ở Việt Nam cũng vui ha. Người ta thích ở nhà lầu mà mình thì không thích. Thật ra nhà lầu thì rất là đẹp, giống như nhà anh mình ở trên đồi. Phải lên xuống cầu thang thì mệt lắm. Bây giờ cũng sắp sửa lên chức cụ rồi. Hồi nào đến giờ mình không bao giờ ở nhà lầu. Việt Nam cũng vậy. Rồi mình đi qua phía này ha. Phía này nó có một cái công viên. Đó, các bạn thấy không? Thì vậy thôi. Yên bình lắm. Đây có gần đây có một cái công viên nhỏ.
chạy phải chậm thôi nha, lỡ tung người ta mệt lắm á. Này khu cư dân chạy chậm thôi. Nhưng mà các bạn thấy phía trước mặt không, thì là có nhà, và bên cái phía đó là cái người xây dựng, cái builder là khác rồi. Họ xây nhà 2 tầng ha, nhà lớn đó, trước mặt mình đó. Cái khu này nó khác rồi đó. Cũng trên cái con đường này thôi, qua con đường một cái là ngày xưa xây nhà như vậy là cũng ngon lành á, nhà lớn á. Rồi đây có cái công viên nhỏ xí nè các bạn à, công viên nhỏ xíu ra chơi. Vậy nha, khu nhà mình là vậy. Ở khách sạn á, thì ở trong xe này nè, có thể họ có thể lái đi khắp nước Mỹ luôn. Trong xóm mình nhiều lắm, cái đường này thì ít nè, cái đường phía sau lưng mình rất nhiều người có xe. Bây giờ họ làm cái xe loại đó nhưng mà nó nhỏ hơn, gọn hơn. Cái xe hồi xưa làm to quá đó, hai nhà liền có 2 chiếc xe, bạn thấy không? Trời dài, cần thiết bất tiện. Giỏi chứ không sao luôn lắm à, nhà này đang tưới cỏ nè. Hồi này cá ly khan hiếm nước thì các bạn nhìn. Khí hậu thay đổi lũ sụt lắm. Home. Mình sẽ đi quay những cái loại nhà dạng khác chỉ cho các bạn. Cái nhà này nè, ở góc đường, góc đường đến Giáng sinh họ trưng đèn Giáng sinh cũng đẹp lắm. Cái nhà có cái hàng rào thấp thấp trắng trắng nè, ở trưng đèn Giáng sinh dễ thương. Xe đó, cái hoa đỏ đỏ này các bạn. Đó, mùa này nó rụng gần hết rồi, mùa xuân nó mới nhiều. Nó rụng xuống đất, dơ ơi là dơ. Thì tùy con đường mà họ trồng loại cây nào các bạn nha. Đó, đó. Nhà ở đây dễ
thương lắm bạn. Nhà ở đây cũng thuộc loại trung bình của thành phố này thôi. Chứ mắc tiền hơn thì những cái nhà lầu, với lại gần gần biển. Đó, các bạn thấy cái nhà của cái gia đình người gốc Á Châu đó không? Đó, ngay góc đường. Mọi người đều tầng trệt cái ổng chơi cái hai tầng. Chắc là ở đại gia đình đó. Người Á Châu mình hay ở đại gia đình. Ok. Chắc mình ngưng đây các bạn ha. Ok, bye các bạn nha. Đây là các bạn. Cái thuyền để mà đi câu cá, câu tôm nè. Ở đây á, người ta có cái thú vui như vậy. Số người Việt mình cũng thích câu cá, câu tôm cuối tuần. Người Mỹ họ xài ghê lắm. Có khi là mượn tín dụng xài. Bởi vậy mất việc một cái là ra ngoài đường ngồi. Người Á Châu mình thì cẩn thận hơn. Ít có người xài liều mạng như thế. Ít chứ không phải là không có các bạn nha. Nghĩ câu cá thì cũng vui các bạn. Mấy cây sen đá nhà mình. Nhưng mà ngoài chợ nó bán cá thì ok mua, chứ mình đi câu mấy con cá sống làm chi hả. Bây giờ thì mình đang đi gần đến một cái trường học các bạn ha. Trường này là trường high school. Trường này mình nghĩ là chắc đông học sinh Việt Nam học á. Sắc dân khác nữa, ví dụ như là Mexican, ví dụ như người da trắng. Da trắng có thể ở đây không nhiều nhưng mà cũng còn. Tên của trường Westminster High School, thành phố Westminster các bạn, là một trong những thành phố có đông người gốc Việt sinh sống nha. Chỉ Seoul Garden Road thôi. Đây, khuôn viên của trường. Trường thấy cũng khá lớn. À, nhân tiện thì mình nói về trường học ở đây nha các bạn. Ở đây á, mình ở khu nào thì mình học cái trường đó các bạn ạ. Chứ mình không có ở thành phố này mà chạy qua thành phố khác học được nha. Vì vậy cho nên là những nhà, những người mà có con nhỏ, người ta quan tâm đến sự học của con á, nhiều khi người ta cố gắng mua nhà ở cái khu nó trường nó tốt tốt thì thường là nhà nó cũng mắc mỏ hơn đó. Còn nếu không á là mình có cái màn là mượn địa chỉ cho con mình nó học đó. Cũng có như vậy. Hàng rào chung quanh hết trường là sao mà nó rào kín cổng vậy ta, gọi là kín cổng cao tường ha. Qua cái bãi cỏ đó là những cái dãy lớp học, để mình quay gần lại tí. Đường xe chạy bên kia đường á, mình muốn quay cho các bạn coi. Đó là cái dãy nhà chung cư ha. Đây, quay gần lại. Những nhà chung nha các bạn nha.
hôm nay không phải là nhà biệt thự. Đây gọi là, đây nó gọi là townhome. Townhome có nghĩa là nó liền với nhau. À, đất ít lắm. Đất rất là ít. Các bạn thấy không? Căn này nó liền liền với căn kia đó, nó vậy đó. Mình qua từ bên này đường mình quay qua. Dễ. Thì khu này mình nghĩ chắc người Việt mình cũng ở khá đông. Townhome là như vậy nè các bạn. Townhome có nghĩa là bên dưới á, một cái cửa cổng vào nhà vậy à, thì bên dưới nó có cái bếp, có cái phòng khách nhỏ nhỏ. Rồi lên trên lầu thì bên trên có phòng ngủ. À, phòng ngủ, phòng tắm ở trên lầu. Nó dính với nhau thì khu này mình nghĩ là họ cho thuê á. Khu mình vừa mới quay á, mình nghĩ là họ cho thuê. Còn có những khu là họ bán, tức là mình có thể làm chủ. Xây chút chút lên thôi chứ không phải là một cái nguyên cái khu lớn mới đâu. Ta đi làm về các bạn, xe cộ chạy khá là đông. Rồi nó còn một cái loại nhà nữa, mình sẽ quay cho các bạn coi sau, là gọi là mobile home. Mobile home á, giống như là mobile phone của mình á. À, mobile home nhé. À, thì quay cái bản tên trường. Thì nó là, nó giống như chiếc xe á. À, mình mới đậu vào một cái bãi đất. Thành ra cái xe đó có thể là mình đã trả hết rồi, nhưng tiền cũng có thể là mình đang vay, tùy theo người. Đang vay nhà băng là mình trả từ từ, vay ngân hàng mình trả từ từ. Cũng có thể là mình trả hết, nhưng mà cái tiền đất á, nó là nguyên một cái khu để mình đậu vào á, thì á, mình phải trả tiền đất cho chủ đất các bạn nhé. Mình trả mỗi tháng. Bây giờ không có rẻ đâu. Bây giờ mình nghĩ là ở cái vùng quận Cam này á, nơi mà đông người Việt á, thì chắc cũng khoảng 1.000 đồng một tháng á, 1.000 đô la một tháng bạn cứ phải trả hoài thôi. Đó là khu mobile home. Thì bên trong nhiều khi họ làm cũng trang trí cũng đẹp đẽ lắm, như cái nhà ở vậy thôi, nhưng mà nó không gọi là cái nhà, mình gọi là home vậy thôi. Thật ra nó là cái xe. À, xe khi mà đi mua thì nó tính giống như là cái xe. Ok, mình ngưng ở cái chỗ trường học này. Rồi nè các bạn, bây giờ thì mình đến cái khu mobile home rồi đó. Nhà tiền chế. Ồ, nhà di động. Đó, bạn thấy không? Đó. Đây, đã chỉnh được rồi. Đó, nó vốn dĩ là cái xe các bạn nhé. Đậu xe là có giống như người ta gọi là cái carport, tức là có cái mái che họ đậu xe vào thôi. À, mình đi cho các bạn coi. Xe mình đậu vào cái chỗ này là chỗ cho người đến thăm. À, nhà ở đây bất tiện lắm, nếu các bạn có khách khứa rất rất là bất tiện luôn. Đó. Số nhà nó chỉ có một thôi, xong rồi nó chia ra từng khu. À, nó
gọi là space, tức là cái mái nha các bạn ha. Nhà này họ trồng bông dễ thương. Đẹp không? Tiền bây giờ mình thấy có những căn bán trong khu này á 250.000 đô la đó các bạn ơi, không rẻ đâu, hết rẻ rồi. Ở đây thì gần biển các bạn, có gió biển cũng mát. Mobile home các bạn nhé. Hồi nãy lúc mình đi vào á, mình thấy á, có một cặp người người Việt mình đi ra Á Châu, nhưng mình nghĩ chắc là người Việt. Bây giờ là 250.000 đô một cái căn, một cái xe như thế này. Mà tiền đất á, là tiền đất là 1.350 đồng một tháng, mỗi năm họ sẽ tăng lên 35 đồng, họ nói như vậy. Mình nghĩ là đa số người da trắng đó. Ví dụ như cái chỗ này nó là space gì, space 70 nè, cái hộp thư của người ta nè, space này space 70, có một chút đất để trồng cây. Phía bức sau bức tường là nhà thì loại khác rồi. Các bạn ha. Rồi mình ngưng đây nha. Các bạn ơi, trên đường mình về nhà mà mình thấy cái khu này nó đẹp quá nên mình ngừng lại, mình quay cho các bạn nè. Các bạn thấy nhà đẹp không? Nhà này mắc tiền nha. Đó, có lầu nè. Rồi đậu xe là có đến ba chỗ nè, bạn thấy không? Đó. Rồi trước sân rất là rộng nè, có thể đậu được nhiều chiếc xe nữa. Đó, mình nói cái nhà mobile home á, nó bất tiện á, là khách đến chỉ kiếm chỗ visitor đậu thôi. Nếu mà mình tổ chức tiệc hay là tiệc sinh nhật, ra trường hay là hay là gì đám giỗ, rồi đọc kinh đám giỗ cho ba mẹ thì bất tiện lắm các bạn nha, không có chỗ đậu, vì không có khách, không có khách, họ không có chỗ đậu xe. Các bạn thấy cái khu này rất là yên tĩnh luôn, đẹp quá. Đó, nhà gần biển này các bạn, nhà khu này mất tiền ạ. Mình không biết bao nhiêu tiền nữa, tại vì cái nhà rí rí của mình mà đã trên 1 triệu rồi. Mình nói cái khu mình là khu bình dân đã trên 1 triệu rồi. Khoái nhà, khoái nhà, khoái nhà, đẹp chưa? Đó. Nhà này cũng vậy, bạn thấy không? Đậu trong nhà là được 3 chiếc xe luôn, nhà 2 tầng nè. Đằng trước có thể đậu 3 chiếc nữa, quá trời đẹp luôn. Mà không thấy xe ha, chắc họ đậu trong hết rồi. Lịch sự quá. Những cái khu mà mấy cái thành phố khác, không phải thành phố này á, mà thành phố Westminster, người Việt mình ở đông các bạn, tại vì nhà cửa mắc mỏ đó, thành ra phải cho người ta ở chung thì đậu xe đầy ngoài đường luôn. Không có được như vậy đâu nha. Đẹp quá, mình đi quay một chút cho các bạn. Mình có cái tật thích nhà các bạn ơi. Nhà mình chỉ có 2 vợ chồng thôi, không cần gì nhà to. Nhà này đẹp chứ. Đó, đó, nó là nhà biệt thự, gọi là nhà biệt thự bạn nhé. Tiếng Việt của mình gọi như vậy. Đó, nhà biệt thự. Mình nhà này lớn, đẹp quá. Thôi mình ngưng đây ha. Ok, chào các bạn. Bây giờ thì mình là bây giờ đang là hơn 7 giờ tối rồi. Mặt trời sắp sửa lặn rồi nha. Mình đứng bên này, mình quay qua phía bên kia, nó là cái dãy nhà,
người ta cho thuê á các bạn, chung cư á, nhưng mà chung cư này chung cư mắc tiền nha, nói nôm na là hạng sang đó. Mình có coi rồi, nó giá tiền nó từ để mình nhớ coi 2000 mấy cho đến 4400, hình như là từ 2003 cho đến 4400, tức là từ một phòng ngủ cho đến 3 phòng ngủ, mắc như vậy đó. Thì chỗ này rất là tiện, ra biển cũng gần thôi, chừng 10-15 phút ha. Cái chỗ này cũng gần nhà mình nè. Rồi chung quanh là nói những cái khu thương mại ấy, nó cũng tiện, nó gần chợ Costco, lớn ghê á, chỗ này lớn ghê đó, các bạn ha, dài như vậy, rất là lớn. Quay gần lại chút nha, tùy theo ha, tùy theo một phòng, hai phòng, ba phòng, mắc quá, mắc còn hơn là nhà mình, nhà riêng của mình đang ở nữa, tại vì nó là hạng sang, nó mới, rồi bên trong nó làm nhiều cái ngon lắm, có chỗ đậu xe đàng hoàng các bạn. Ở đây mà ở thuê thì chắc phải làm lương rất là cao ha. Ok thôi, cho các bạn có khái niệm nhà ở đây. Mình ngưng nha. Mình đang ở thành phố Anaheim Hills, miền Nam Cali. Đây là trước nhà của ông anh mình nha các bạn nha. Nhà rất là lớn, nhà đẹp lắm, có hồ bơi ở phía đằng sau. Đó, trước mặt tiền của nhà. Còn đây là chung quanh khu phố. Đây là dạng nhà single house các bạn nha. Yeah. Nhà này trên 1 triệu đồng, 1 triệu mấy. Bên kia mình mới đi nghe ca nhạc về đó, trên đồi các bạn ha. Trên đồi. Sau nhà có hồ bơi, trong nhà ảnh thì có một cái phòng lạnh chỉ để rượu thôi các bạn. Mình đi dần dần vô nhà nha. Đi dần dần vô nhà. Nhà rất là đẹp các bạn ha. Ngày xưa 30 năm trước mà ảnh bảo lãnh cho cả gia đình qua đó. Cái nhà của ảnh nhỏ xíu, nhà khác. Cái nhét bao nhiêu người vô, tội nghiệp ảnh. Ảnh phải ở dưới gara đó các bạn, nhà để xe á, sửa lại sơ sơ. Ảnh chính ảnh là chủ nhà, ảnh ngủ dưới đó. Bây giờ trời không có phụ lòng người tốt các bạn nha. Ảnh lo cho gia đình dữ lắm, xong rồi giúp cho tụi mình đi học nè. Nhờ vậy mình mới đi học lại được đó các bạn. Rồi cái lập gia đình trễ. Giờ trời không phụ lòng người, ở cái nhà to đùng mà có 2 vợ chồng. Thằng bé thì nó, một đứa con trai thì nó đi học và nó ở xa, lâu nó mới về. Trong nhà bà chị dâu ông anh mình nè các bạn. Nhà cái cầu thang đi lên đẹp lắm, chùm đèn rất là đẹp. Tìm đến chân trời mới. Đây là đằng sau nhà của ông anh mình. Ông anh rất rất tốt của mình. Có cái hồ bơi này các bạn. Cảnh đẹp không? Cảnh trên đồi vậy các bạn. Anaheim Hills thuộc về quận Cam, miền Nam California. Có cái hồ bơi.
Có cái patio, cây cối. Mình quay nhỏ lại coi. Hồ bơi khá là rộng nè. Hồ bơi cũng dễ thương. Cái phòng đựng rượu của ông anh mình nếu mà đựng hết rượu thì khủng khiếp nhiều lắm các bạn ơi. Mình thấy ảnh để rải rác mà thấy cũng nhiều lắm rồi đó. Nguyên cả một cái phòng như thế này đựng rượu thì các bạn biết biết bao nhiêu chai để sợ. Cái nhà này chủ trước là người da trắng các bạn, trước khi bán cho ảnh thì ông đó ông hưởng thụ cuộc sống lắm, uống rượu ra hồ tắm. Còn anh mình thì cũng có uống rượu mà uống rượu vang chút chút thôi, khi nào có khách rồi thôi mình ngưng đây nha.